Chào các bạn. Hiện tại tụi mình đang ở khu biệt thự bỏ hoang ở Đà Lạt các bạn. Các bạn thấy có khá là nhiều những cái căn biệt thự luôn. Và ở đây có tất cả là hình như là 15 hay 16 căn gì mình không nhớ, nhưng mà toàn bộ đều bị bỏ hoang. Và clip hôm nay tụi mình sẽ chơi theo kiểu tốn tiền ở khu biệt thự bỏ hoang các bạn. Và ở đây các bạn thấy mình đã có lượng khách mời là 29 người. Và người nhà là 5 người. Ai người nhà đâu, giơ tay coi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 người. Có tổng cộng là 29 khách mời và 5 người nhà là 34 người chơi các bạn. Và do 34 người chơi, tụi mình quyết định là giải thưởng hôm nay sẽ là 34 triệu. Một người tương ứng với lại 1 triệu nha. Và sẽ chơi theo lượt là mọi người sẽ có 15 phút để đi trốn. Và Huy đã an nghỉ được chỗ nào đó rồi, ngồi im do đó không được nhúc nhích, do chơi tốn tiền chứ không phải chơi đuổi bắt nha các bạn. Trò này không phải là người cuối cùng mà là trò chơi tìm mất thời gian. Sau 2 tiếng mà đi tìm, nếu mình bắt được 30 người thì còn lại 4 người. 4 người đó sẽ chia 34 triệu ra. Còn nếu như mình hết thời gian mà mình bắt được 33 người còn 1 người thì người đó lãnh hết 34 triệu. Nói chung là cứ còn trong một vòng thời gian 2 tiếng còn lại bao nhiêu người thì cứ chia 34 triệu đó ra thôi. Không có chơi người cuối cùng nha các bạn. Và clip hôm nay là tụi mình sẽ chơi theo phong cách là Halloween các bạn, do sắp tới Halloween rồi. Và như các bạn có nhìn thấy là mình đang cosplay bộ Dracula nha các bạn. Dracula hút máu nha. Và để phổ biến lực chơi với mọi người là do chơi phiên bản là Halloween cosplay nên thì mọi người trốn á, nếu như mọi người mà có nhìn thấy những cái sinh vật gì đó lạ lùng, ví dụ như là bộ xương biết đi hay là phù thủy hay là thằng chết gì đó, thì đó chính là mấy đệ của mình nha. Và nó được phép thay thế mình bắt luôn, tại vì mọi người đông quá mà mình bắt sợ quá không nổi nên phải có thể là sẽ có đệ nha. Và do là cái khu biệt thự này khá là rộng, bạn rừng không đồ bao la bát ngát luôn, nên lực chơi là chỉ được phép trốn trong những căn biệt thự thôi. Có tất cả là 15, 16 căn gì đó và chỉ được phép trốn trong những căn biệt thự đó. Nhưng mà được phép trốn ngoài rìa biệt thự bạn, như ngoài vách tường rồi các kiểu, cách biệt thự khoảng 2-3 mét gì đó thì vẫn được nha. Chứ có những cái biệt thự mà nó có mấy cái hốc bên ngoài trốn cũng khá là ngon á, nên được phép trốn bên ngoài một chút, không được phép đi xa. Bởi vì khi mà chui vô mấy cái lùm, mấy cái hốc này nè, tỷ lệ rắn rít được các kiểu bạn, nên trốn trong nhà thôi nha. Có ai muốn đặt câu hỏi gì nữa không nè? Chuẩn bị chơi đấy. Chơi anh ơi. Khô máu hả? Rồi ok, 15 phút để trốn và 2 phút để bắt ha. Mọi người sẽ có 15 phút để trốn và anh sẽ có 2 tiếng để bắt. Nếu hết 2 tiếng mà bắt được khoảng 4 người thì còn 30 người chia ra mỗi người 1 triệu được rồi ha. Ok nha, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, mọi người sẽ có 15 phút để trốn bạn, nên bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nào mà mình kín đáo, mình núp nha. 15 phút sau mình ra mình bắt nha. Và đây các bạn thấy mình mặc cái bộ đồ Dracula này khá là ngầu không? Và cái clip tốn tiền hôm nay là mình lấy ý tưởng từ game Honkai Impact 3 nha bạn. Do game Honkai Impact 3 vừa mới ra mắt phiên bản cập nhật mới, bộ đồ Mitsu Luna. Và trong phiên mới này thì chúng ta sẽ có một cái nhân vật là cô hầu gái mặc cà rồng, là Luna Valrimson Love. Cho bạn nào chưa biết thì Honkai Impact 3 là một con game nhập vai 3D rất là hot, đã ra mắt được 6 năm rồi. Và sắp tới là sẽ cập nhật phiên bản 7.0 để ăn mừng cái sự kiện ra mắt 6 năm này nha bạn. Và trong game này thì chúng ta sẽ hóa thân thành thuyền trưởng, dẫn dắt những cái nhân vật anime nữ đi phiêu lưu chiến đấu. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đánh những kẻ phản diện ở trong game, tiêu diệt toàn bộ cái hùng. Và trong cái phiên bản cập nhật 7.0 mới này thì theo mình thấy là có một điểm rất là hay ho luôn, đó chính là ra mắt con Valkyrie hoàn toàn mới, Luna Valrimson Love, một Terry phiên bản mặc cà rồng nha, khá là cụ te luôn. Và đây là một nhân vật thuộc hệ dị năng gây sát thương điện. Và nhân vật Luna đã có đặc điểm nhận dạng, đó chính là mái tóc trắng, mặc váy đen đẫm máu và cổng sau lưng là một cây hánh giá khá là to bự luôn. Nói chung là bạn nào mà là Weibo thì chắc là rất là thích cái nhân vật này nha. Và có một điểm rất là đáng chú ý luôn, đó chính là ra mắt thêm một cái vũ khí mới hình cái cục gạch nha các bạn. Nói chung là cục gạch nó nhìn khá là chiến luôn các bạn. Và mình thấy là cái phiên bản 7.0 này còn ra thêm một cái skin trang phục mới, đó chính là Brom Yarusan Office, cũng rất là ngầu luôn nha các bạn. Và đặc biệt là cái phiên bản kỷ niệm 6 năm này ở thị trường Đông Nam Á của mình thì sẽ có 25 lượt quay miễn phí trước ngày 26 tháng 10. Còn thuyền trưởng nào mà chơi cũ rồi thì được hưởng thêm 20 lượt quay miễn phí. Và đặc biệt là những bạn nào mà lâu rồi mà chưa vào game á, nếu như truy cập trở lại thì sẽ được nhận cái Silver Win nè, NS
hoặc là Hotjar Offer La Besson. Và đặc biệt là khi chúng ta nhập cái đoạn mã code dưới đây thì chúng ta còn có cơ hội nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Đó chính là 30 Crystal, 2888 Etherite và một thẻ dùng thử Hotjar tùy chọn. Nói chung là phiên bản này cập nhật khá là nhiều mấy cái mới mẻ hay ho, và đặc biệt là có nhân vật Luna khá là cao và ý luôn. Bạn nào muốn trải nghiệm các bạn hãy nhấp vào link ở phần bình luận và tải về trải nghiệm và nhận những cái phần hưởng hấp dẫn nha. Và kỷ niệm 6 năm nên nhân dịp này chính là Happy Birthday của Honkai Park 3 nha bạn. Chúc mừng sinh nhật. Trời ơi, chạy đi! Chạy đi! Quá đông trời ơi, chạy đi! Oh shit! Hãy hại cho tôi. Đông quá mọi người ơi, lần này trốn tới 34 người lận. Mình sẽ bú quyền ăn đó nha mọi người. Hả? Cái gì? Lý trước mình bú rồi cho mình bú nữa. Em đây là một cái đường ngọn. Bây giờ em với anh nó đi vòng lên tuốt trên kia luôn. Nãy đi vòng lên tuốt trên kia luôn hả? Đây đây em dắt đường đi. Không có chuyện. Trời ơi trời. Chiến thực của ba anh em mình là những nơi nguy hiểm nhất là những nơi nguy hiểm nhất nha các bạn. Cứ càng xa càng tốt đi. Theo cái kinh nghiệm của mình đó, lỉ á thì mình chết lỉ tỉ. Còn mà mình đoàn kết thì mình chết hết nha. Nên mình quyết định đi một mình nha mọi người. Lần này á thì mình chơi chiến thuật nó cũng như bình thường thôi, cũng như mọi khi, đó chính là tụi mình sẽ trốn xa chỗ vạch đích nhất có thể. Bây giờ một là anh với em trốn ở nhà có ống khói, còn hai là anh em mình chơi nhà này chết hai cái không. Bây giờ mình chết hai cái đi rồi coi có chỗ nào trốn không. Ok đi. Chiến thuật của mình là sẽ núp ẩn nhà nào mà ít người nhất nha các bạn. Quy định là sẽ được cách ngôi nhà 2 đến 3 mét. Nice. Mình sẽ núp trên cây nha các bạn. What? Chắc anh Lâm nghĩ không ai dám chui vô đây đâu nhỉ. Mình sẽ lên đây. Hello. Hello anh. Anh quyết định trốn vô đó hả? Hi. Trời ơi, có anh lên nóc nhà luôn kìa. What the hell? Riêng cái nhà này thôi là 7 người nha các bạn. Quá đông luôn. Đây có một anh bỏ chạy rồi. Trong nước nhiều lắm. Đỡ ướt rồi nhưng mà chơi phải chơi hết mình nha mấy bạn ơi. Mình sẽ giấu đôi giày mình một nơi khác và mình sẽ trốn một nơi khác để mình đánh lừa anh Lâm không bắt được mình nha các bạn. Mình tìm được chỗ trốn rồi nha. Bây giờ thì chờ anh Lâm lại kiếm mình thôi. Ok. Căn mà mình với thằng Đại quyết định sẽ trốn là căn này. Biết có ai trong đây chung không? Không, tôi nghĩ là không đâu. Nãy giờ có mình leo à. Ủa? Ê! Đây mà thấy có một anh ở đây các bạn. Do sắp hết thời gian rồi nên mình thằng Đại sẽ đi tranh thủ đi kiếm chỗ trốn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Còn mình đang ở độ cao như là nhất ở khu này nha mọi người. Và mình được che chắn bởi cái ống khói nè. Và anh Lâm có thể là anh Lâm chứ không phải là mà tìm được hết mình đâu nha mọi người. Trời ơi! Em Hồng Miêu quá ta. Hồng Miêu. Đây. Hình như mình thấy Hồng Miêu nha các bạn. Đây mình thấy Hồng Miêu chung trên nóc nhà nha mọi người. Trúng, Tú kìa, Tú kìa. À đây đây. Mình thấy cần Tú, Tú với Hồng Miêu nha mọi người. Mình bị hàng khước phát hiện rồi các bạn ơi, mình phải đổi chỗ mới được. Ở đây thì nó đổ nước nè, rồi nó ẩm mốc nè. Thế còn nó tối nữa, nhìn nè. Tôi thui luôn. Tôi thui luôn á. Nhưng mình không biết sao nữa. Cứ chờ thôi. Ok, mình chờ tiếp nha. Mình đã tìm được chỗ núp rồi nha các bạn. Ốc cống rồi. Rồi nha mọi người. Thì đây nha mọi người. Nó có một cái hố ở đây nè. Mình trốn ở đây. Mình nghĩ là mình núp ở đây chắc được. Nói chung là mình đã kiếm quá trời kiếm rồi. Nhưng mình chỉ núp được ở chỗ này nha mọi người ơi. Mình nằm dưới cái bụi này. Mũi nó cũng ưng mình lắm. Cái này nó thấy không đó. Là sao vậy trời? Các bạn ơi, chiến thuật của mình là mình trèo lên cây nha các bạn. Tại vì quy định là sẽ ngồi yên. Ngồi yên một chỗ sẽ không được chạy đi đâu. Cho nên núp trong nhà là anh Lâm sẽ tìm được. Mình chỉ có 2 tiếng thôi. Mình nghĩ là anh sẽ không nhìn lên cây đâu các bạn.
ở dưới này á, cái cây này cách cái nhà 2 đến 3 mét là nó hợp lệ nha các bạn. Anh nhớ theo anh Lâm tìm em nhá, rồi tối Lâm kiếm được em nhá. Mà tìm được cao mà bây giờ nếu mà mình đắp cho anh Tú hắn anh em chơi thôi cao. Ok, em đắp cho anh. Em đắp cho anh hả? Ừ. Em thấy cái chỗ này cũng ok nè anh. Cái lỗ này xuống đắp chỗ đá. Ok, mình đã tìm được chỗ trốn rồi. Chỗ của mình thì nó hơi rậm rạp xíu mấy bạn. Đây, xung quanh mình toàn là cỏ. Mà mấy cây cỏ này nó cao lắm, nên mình nghĩ là có thể trốn được. Và mình chơi đúng luật đàng hoàng, cách vách tường khoảng chừng 1 mét à, kế bên luôn. Chủ yếu là anh Lâm có chịu nhìn thôi. Nếu anh Lâm nhìn qua phải thì coi như chết mình. Còn nếu mà anh Lâm nhìn không thấy thì có thể là mình giành chiến thắng rồi mấy bạn. Rồi mình đã che cho anh Hồng Yêu xong nha. Mong là anh Lâm không thấy, không để ý chứ. Rồi bây giờ thì mình đi trốn nha mọi người. Còn mình thì cuối cùng cũng đã chốt được chỗ núp rồi nha. Đây là lầu 3. Và ở phía sau căn nhà là sẽ khuất mắt. Chỉ khi nào mà anh Lâm đi lên kiếm hoặc là đi đằng sau để thấy mình thôi là nè, tại chỗ này nè, có cây hông nè, cái chân nè. Mình sẽ núp xuống đây. Đó, nó thấy luôn. Để mình lấy cái này mình làm cái kế hoạch của mình thử coi nó có suôn sẻ không. Rồi mình lấy cái tấm bạc mình nhét vô nữa. Mà cái nhà này gần quá. Mình sẽ kéo cái này vô nha. Để che lại cho mình. Mình sẽ lấy cái này mình che lại. Mình che lại xong rồi đây là chỗ trốn của mình nha. Mình tắt máy quay làm cho dễ nha. Đây là chỗ trốn của mình nha mọi người. Để mình quay xung quanh cho mọi người xem. Đây. Ở đây mình lấy được tấm bạc. Cái mình để một cái che ở ngoài nữa. Rồi thêm tấm bạc che nữa. Mình nghĩ chắc ổn á. Mình thấy ở trên đây có một chỗ nữa mọi người. Nếu mà anh Lâm mà gần vô đây á, anh dở cái này ra là mình sẽ trèo lên đây mình ngồi nha. Đây, mình sẽ ngồi lên đây, mình trèo lên đây mình ngồi. Mong là sẽ thành công. Quá mệt. Sau một hồi đi thì mình đã kiếm được cái phòng nha mọi người. Đây, cái phòng mình ở trong đây. Mình sẽ chọn một cái phòng nhỏ thôi, để nhấp chỗ đây là hợp lý rồi. Giờ cũng đã 10:30 rồi nên mình sẽ tắt máy quay và ngồi im thôi. Rồi mình nghĩ là mình nằm ở đây chắc mình đi ngủ luôn rồi đó mọi người. Nên thôi là cái gì chừng nào mà anh Lâm có bắt được mình thì anh Lâm quay mình nha. Bye bye. Rồi ok, tới giờ đi sang rồi nha mọi người. Mình quyết định là sẽ sang cái khu bên đây trước nha. Khu khoảng 10 căn biệt thự nè. Sang khu lớn trước cho khu đó nhiều người. Còn sang cái khu nhỏ nhỏ lẻ bắt mệt lắm mấy bạn. Ở đây là đường xá nó khá là đẹp luôn nhưng mà không biết bị gì bỏ ngoan các bạn ơi. Dracula nó phải chạy vậy nè. Rồi, theo kinh nghiệm làm khá là nhiều clip túc tiền các bạn. Mấy bạn thấy cỏ nè. Cameraman quay giùm cỏ nè. Các bạn thấy nó xẹp xuống tạo thành một con đường mòn không? Có người trong đây nha. Hốt, đến lúc đi sang rồi. Ok, mình sẽ sang căn nhà này đầu tiên nha. Quên, mình có năng lực mà không xài, quên. Hello. Không có ai ở đây. Hello. Không có ai ở đây. Không có. Không có. Chắc là trên lầu các bạn ơi.
What the hell, một tặng hai tặng, hai tặng nữa. Không có. Không có. Không có luôn. Hay quá ta. Nhìn nhầm chi cũng không thấy ai tốn nóc nhà luôn. Ok, tiếp theo mình sẽ lên trên cái tầng mái nha các bạn. Yeah, có thấy dấu chân của An nè. Đây, dấu dép tổ ong nè các bạn. Khá là mới. Đến lúc săn rồi. An ơi! An à! Tốt vô ích, An ơi! Quá chiến luôn An ơi! Không có luôn. Không có rồi. Đúng kỹ quá. Đây là bắt được bạn đầu tiên rồi. Hello. Ôi sao mình ngồi dưới nước luôn à bạn Tuấn nha. Còn ai đây nữa không? Khai báo ra được Phan Hồng. Rồi một bạn. Rồi tình hình là bạn Tuấn đã bị mình bắt đầu tiên và tụi mình chơi phiên bản ma cà rồng các bạn. Nên ai bị bắt là chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn. Một là biến thành thuộc hạ của ma cà rồng. Còn hai là sẽ bị phạt nha. Chơi phải có phạt, có hưởng mới vui nha các bạn. Và ở đây mình có một cái vòng quay biến thành quái vật và bị phạt. Mình quay hơn cái coi mình sẽ được cái gì. Hình phạt. Rồi ở đây thì mình sẽ có một cái vòng quay hình phạt các bạn. Do bạn không bị biến thành quái vật nên bắt buộc là phải bấm xem hình phạt là gì. Bấm xem. Chơi vui không bạn ơi. Ăn qua sắp bê. Rồi đây là hình phạt của bạn Tuấn. Trải nghiệm. Ok. Mình ăn qua sắp bê được không? Ok vậy phạt chứ không phạt các bạn. Ok. Còn 33 người nữa nha. Đi thôi. Ok, tụi mình đến với căn thứ hai nha bạn. Căn này thì kế bên luôn. Ra hay không? Có ai ở căn nhà này thì ra đầu hú đi nha. Lâu. Đầu hú đây được sự khoan hồng nha. Căn nhà thứ hai này thì tự nhiên cái sàn nhà bị lõm mấy bạn. Hello. It's me. Hello. Lên lầu thôi, lên lầu thôi. Hello. Cố gắng im lặng đi tụi mày. Không là anh Lâm sẽ không tìm ra tụi mình. Không có ai hết mọi người ơi. Rồi mình đã nghe thấy mùi máu rồi nha các bạn. Hello. Hết hộp. Hello bạn anh. Rồi chúng ta đã lượm được hai rồi. Và do mình chơi phiên bản tốn tiền Halloween Dracula nên dù bị bắt nhưng mà bạn vẫn có cơ hội tái sinh làm ma cà rồng. Rồi dưới đây chúng ta có một cái vòng quay. Một là bị phạt, hai là tái sinh. Hãy bấm thử xem bạn này sẽ được cái gì nha các bạn. Coi chữ tới đây nha mọi người. Ô hình phạt. Hình phạt, hình phạt. Rồi bạn quay xem hình phạt của bạn là cái gì. Mù tạc vàng. Vậy là vẫn chưa có ai làm đại mà thôi các bạn ơi. Rồi mù tạc vàng nha. Ai mù tạc vàng được không? Được anh. Quá dễ. Nice. Vậy là phạt chứ không phạt luôn rồi. Ok, thanh kiều. Hết thời gian rồi mình không có tốn tới thời gian được. Tiếp. Ok, không có luôn các bạn ơi. Tiến tới căn nhà thứ ba thôi. Hãy dùng quyền năng. Biến quá mệt kìa. Căn thứ ba. Mệt quá. Có ai ở đây? Đầu hàng đây. Mệt lắm rồi. Xin hãy đầu hàng.
lên lầu không ai dưới đây hả? Đuổi quá đuổi. Đây đây nè, anh thấy được một bé ở đây nè, ngóc cái đầu xuống. Hello, ai vậy? Bạn ơi, bị bắt rồi bạn ơi, bụi chết quá trời kìa, ngủ luôn rồi. Hello, tên đây nè. Rồi, bạn thứ ba bị bắt nha, và chúng ta lại quay để xem được cái gì đây. Hình phạt, để xem hình phạt là cái gì đây. Rồi, bắt tiếp. Không hưởng rồi, phải phạt rồi. Ăn ớt. Rồi, đây cho bạn một trái ớt và hưởng thức. Mình đi đến nhà thứ tư đây. Trên đường đến nhà thứ tư thì mình đã phát hiện được bạn thứ tư luôn nha các bạn. Hình như là bạn nữ nha. Oh no. Hello. Bạn Trăng nha. À, bị bắt chưa chắc đã là bị thua đâu. Mình còn có tỷ lệ tái sinh nữa mà. Ở đây mình có một cái vòng quay. Một là bị phạt, hai là tái sinh. Dứt. Để xem bạn thứ tư này sẽ được cái gì nha các bạn. Sao ai cũng bị phạt. Lại bị phạt rồi. Rồi ok. Xem hình phạt là gì. Không được tái sinh rồi, khá là tiếc. Tư ớt. Một muỗng tư ớt. Rồi đây tư ớt, bạn ăn tư ớt được không? Được. Good. Ok. Ok, cảm ơn nha Thanh Kiều. Chơi vui thôi, chứ bạn trốn dễ quá, bắt là thứ tư luôn. Ok, cho ta đến với căn nhà thứ năm. Mấy cái năm căn thôi mà muốn xỉu luôn các bạn. Rồi mấy bạn ơi, anh Lâm tới rồi, nhà đối diện luôn. Giờ mình phải cảnh giác. Như là bắt có một cái hốc người thứ tư rồi. Nhà thứ tư, bắt người thứ tư. Một cái hố, không có gì hết. Không có ai hết. Không có ai hết vậy, có ai đây ra đầu hú đi nha. Trời là trời. Mình nức mà mình nghe giọng anh Lâm luôn mọi người. Đừng có anh đi lên quét đầu tiên cái chỗ trống nha. Trời là trời, kế hoạch rồi bể luôn á, đủ bể hết rồi. Thôi xong rồi. Tim đập bịch bịch luôn. Em ngóc vô cái quẹo trái giùm anh nha. Ai vậy? Rồi. Sao em tốn vị trí vậy bắt với em? Vì chỗ này là xa lắm rồi anh. Em phải lội rừng các kiểu. Chỗ bờ game là người thứ năm. Và theo luật chơi thì khi bị bắt thì em sẽ có tỷ lệ 50% biến hình quái vật và 50% được phạt. Em ước em làm quái vật. Ước gì làm quái vật hả? Vậy bấm. Bị phạt. What the hell? Trời ơi, mồi. Con được thấy luôn kìa. Rồi, chúng ta đã có được con quái vật đầu tiên. Và đặc quyền của quái vật chính là em được phép đi tiêu diệt 5 người. Nếu như tiêu diệt được 1 người, em sẽ có ngày 5 xị. Tiêu diệt 5 người có ngày 2,5 triệu. Ok. Ok, vậy đi em. Có 1 lính này, đỡ mệt đấy bạn ơi. Hên quá, nãy giờ bắt 5 người mới có được 1 lính. Đang ở dưới tầng của mình. Hết không? Vô đi gặp được bé nào nè. Hello. Ủa, trời ơi, hello. Nghe tiếng từ dưới rồi. Từ dưới rồi, toàn dưới em ở đây, hai hàng trống chung. Tốt, chết chung hai anh em. Và ở đây chúng ta có một cái vòng quay là 50% viết hay quá giặc, 50% là bị phạt. Dứt em. Trời là trời. Được, heo. Yeah, boy. Nóng lắm rồi. Mình sợ mà hai hàng tâm tim mà nó liên tục nó biến thành quái vật như vậy thì sẽ có nhiều bạn comment là diễn các bạn. Mà mình chơi không diễn đâu, tại vì mình dắt heo là cả chục caraman mướn bên ngoài. Là đâu có diễn được đâu, diễn cái là bốc phốt chết luôn á. Ok, tiếp theo. Bộ đồ quái vật. Và bài cắn người hành ma cà rồng cũng tốt, ở đâu hành cưng hy cũng tốt nha các bạn.
Tôi đi săn liền đây. Chưa hả? Em chỉ được phép săn 5 người thôi nha. Săn 5 người xong đem 5 cái thẻ tên của 5 người lại đây nha. Được hai người đợi các bạn ơi, mừng quá. Đây hết rồi. Rồi, giờ mình đã biết thành quái vật rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi gặt hái từng người nha. Đây, mục tiêu của mình là căn nhà bên bển. Đi thôi. Ok, cho đến với căn nhà thứ 6 với bạn. Nè, giờ định biến nè. Biến bên kia luôn rồi. Giờ tôi sẽ đi săn người. Tại hồi nãy á, mình ở đây mình núp á, mình thấy nhiều người đi theo mình lắm. Chắc là nhiều người chết cho tôi đó. Đi thôi. Trời ơi, chết tôi. Mình vừa máy bay qua căn nhà thứ 7 và phát hiện có một cái đôi giày của ai để đây nè bạn. Mình nghĩ là một người nào đó để cái đôi giày này để đánh lạc hướng cho mình vô tiêu diệt những người trong đây. Còn ổng thì trốn vào nhà hát rồi, chứ không có ai mà không bên như vậy hết á. Nhưng mà vẫn bắt nha. Ơi, cái này khả nghi lắm nè. Sao lại có cái tấm này? Rồi trong đây chén chét gì vô đây? Rút cái máy vô coi có gì không? Caraman. Không có gì hết à. Kỳ ta. Lừa đảo hả? Câu giờ. Trừ lương. Mình thấy có con dê các bạn ơi. Đèn đâu? Wow, đợi mình. Hi. Cho nó bay thử coi. Hello. Cái gì vậy bà nội? Chào các bạn. Mình rất là vui khi mà anh Lâm đi qua khỏi chỗ mình các bạn. Và đặc biệt là hồi nãy mình nghe cả tiếng toàn kế bên luôn. Nhưng mà nó không phát hiện ra mình nằm ở gần cái mái hiên các bạn. Tức là nhà cái áo mưa với làng Tú á, nó che cho mình khá tốt các bạn. Mình sẽ nằm ở đây cố gắng hết mình nha. Mặc dù là có kiến, mũi chích đủ này, nhưng mà che hết mình nha. Cảm nhận của mình khi trốn cái chỗ này thì nó quá trời mũi luôn bạn. Nó nhiều mũi kinh khủng luôn á. Lần này là mình như mình buffet cho mũi rồi. Nhưng mà được cái là mình vẫn chưa bị bắt. Mong sao là giành chiến thắng. Ô, kìa, tiến tới, quẹo xuống. Đúng rồi, tiến tới, quẹo xuống. Quẹo xuống. Đúng rồi. Hello. Tuyệt vời mặt trời. Ok, mình bị bắt nhưng mà mình vẫn còn cơ hội tái sinh. Bấm vào cái hình tròn này. Nếu như vào chữ biến hình quái vật thì sẽ được sống lại. Biến hình quái vật. Yes. Rồi, có thêm đại mới nha bạn. 3 đại rồi. Và mình đi bắt 5 người. Đi thôi. Đỡ mệt rồi. Này, không có ai hết. Ổng khói đúng không? Cương Thi phải ra đèn pin rồi. Ổng khói không có ai hết. Theo mình đoán là chắc là căn nhà này có một người. Tại sao nó đi hai căn mà không có ai nữa. Ok, đến tới căn nhà thứ 10 nha. Mong là bội hưu. Nãy giờ đi mệt quá, bắt với 7-8 người các bạn. Dracula cũng là người mà. Sao có thể hành xác như vậy được. Ở đây có cái hố xí nè. Chết hố xí thử cái nào. Coi hố xí có ai không ta? Nope. Không
không có ai hết các bạn ơi. Không có ai luôn. Ok, lên lầu. Rồi Caraman đút vô cái lỗ này coi có thằng nào không. Lỗ này khá là bự đó. Quay qua quay lại coi. Ok, không có ai. Nãy giờ mình đi tìm mấy căn rồi nha mấy bạn, nhưng mà mình cũng chưa thấy được người nào. Chúng nào kỹ dữ trời. Hai mấy người chưa tìm ra. Xin bản tên nha. Đắt rồi mọi người ơi. Mình đã bắt được bản tên là Đăng rồi nha các bạn. Số bao giờ là số 6 của bản tên Đăng nha bạn. Bạn ơi, bạn đứng lên giùm mình nha bạn ơi. Người thứ mấy rồi? Mình đã bắt được bạn Nguyễn nha các bạn. Số vô danh thứ 20 nha các bạn. Đã tiếp tục là một căn không có đó mọi người ơi. Không biết mọi người đã đi đâu rồi. Tại sao mọi người hay chút kỹ như thế? Con chàng ở đây không? Ra đi nè. Đứt hoài cũng không được đâu. Rất là mệt. Con Hy cũng biết mệt. Má cây gai dữ trời. Sao dám vô? Má chạy không? Cái mặt đi. Núp hoài. Núp hoài. Núp để chi? Núp rồi cũng bị con Hy cắn à. Bụi rậm vậy sao ông nằm chui được chạy. Cái gì vậy ta? Trời ơi. Lần đầu cũng như lần cuối anh chết đi về với chú em. Đi bắt rồi. Đi bắt rồi bạn. Rồi mình đến căn nhà thứ 11, 12 gì đó bạn. Và lại tiếp tục nè. Chơi nè. Để dài lại nè. À, anh cầm đèn giấu dùm cái dài này coi. Vậy là chắc chắn trong đây có người. Biết điều thì ra đầu hàng. Ít thì được 5 lít. Nhiều thì được một chai dầu ăn. Đầu hàng đi. Mình thấy được đặc công nè. Đặc công. Mình bắt được ông đặc công rồi. Ok, mình lên đây mình vẫn còn cơ hội tái sinh mà bạn. Lên 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 lên. Không sao. Ông chơi đặc công luôn rồi. Bạn này hư máy mình không nhớ. Bạn nào biết bạn đếm giùm mình. Chứ giờ mình bắt là quái vật bắt tùm lum hết. Và ở đây mình có một cái vòng quay và tay ướt nhẹ mà thôi để mình bấm luôn ha. Đi bấm vào chữ biến hình quái vật thì mình sẽ có cơ hội tái sinh. Còn đi bấm vào hình phạt thì mình bị phạt thôi. Dứt ha. Rồi gắt biến là bạn bị hình phạt rồi. Hình phạt, đây có hình phạt là cái gì? Mình bấm giùm bạn đó hình phạt luôn nha. Úp bánh kem lên mặt. Còn chúng ta có ngay một cái bánh kem rất là ngon luôn, mình đang đói bạn. Ước gì được ăn. Mình tự xử luôn đi, úp vô mặt cái là mình được quyền ăn luôn. Đó, ok, quá tuyệt, good. Rồi cái đó của bạn luôn. Bạn Trí nha. Ủa,
má mấy ông nội núp chỗ nào trời. Ê, rồi, lại đây anh. Bắt được người rồi. Rồi, bạn Tú hay lắm. À, sao bạn lại núp cho ống khói vậy hả? Giờ mười mấy người đi qua không ai bắt được hết. Đâu ra thằng này nó vô bắt rồi ta. Vậy mới hay. Nói cho em nghe này, nãy giờ anh đi lục ống khói hơi nhiều nhà đó. Không có ai hết, không có ai hết. Sắp hết giờ rồi mọi người ơi, còn 30 phút nữa. Rồi, vừa mới quay trong đây có một bạn nha các bạn. Bạn này tuột xuống chơi tốt ống khói. What the hell? Qua chiến luôn. À, dù bị bắt nhưng mà mình vẫn có tỷ lệ biến thành quái vật và đi săn người để kiếm tiền. Ở đây chúng ta sẽ có một cái vòng quay. Bạn nhắn vào cái coi được biến thành quái vật hay là bị phạt. Nhắn ngay giữa, đúng rồi. Hình phạt, bé biến thành quái vật. Ok, chúng ta sẽ xem hình phạt là gì. Rồi, bấm hình phạt luôn bạn ơi. Biến hình gà. Ống khói này đã tiếp tục vào cái ống khói nữa hả? Rồi tiếp theo chúng ta có thêm một cái dài của ai để ngay ngắn luôn nè. Sao nhiều ông chơi để dài quá à. Mình leo trèo ở đâu vậy ta? Đừng leo bạn ơi. Rồi cho anh một cái đèn vô đây coi. Đèn tơn. Rồi không có, bên đây luôn. Thấy gì nữa không? Rồi không có luôn. 2000 years later. Mình thấy cái này khả nghi lắm bạn, tại sao mấy cái cục gạch này nó bị ướt mà nó lại chắc lên đây nè. Oh my god. Bạn nào chơi trốn díp quá vậy, chơi đắp lỗ luôn nè. Hello. Giờ sao ra? Ra được bạn. What the hell? Oh my god. Bạn Phúc. Bye bye nha. Tuy bắt nhưng mình vẫn còn tỷ lệ biến thành quái vật để đi bắt người khác. Yeah. Nếu mình bắt được một người mình sẽ được 5 xị. Yeah. Ok, bây giờ mình bấm cái coi thử mình thành người thành quái vật nha. Bị phạt thành quái vật. Rồi, hình phạt rồi. Xin đứa là qua được. Biến thành quái vật rồi. Để coi hình phạt là gì. Rồi, hình phạt là úp bột mì lên mặt. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tham gia thử thách của anh Lâm thì không phải là người thắng cuộc, nhưng mà hôm nay được trải nghiệm cái trò chơi của anh Lâm thì cũng rất là vui các bạn ơi. Nhưng mà cái hình phạt cuối cùng của mình là úp bột mì các bạn. Rồi sau 2 tiếng thì mình chỉ bắt được 14 người các bạn, và kết quả là còn tới 20 người. Thật ra thì còn nhiều, càng nhiều người thì giải thưởng sẽ bị hấp xuống của mọi người ơi. Sao mọi người không chỉ điểm nhau để cho loại bớt đi, còn một mình thôi, mình ăn hết 34 triệu. Đúng rồi. Anh vậy giờ chơi lại. Thôi vậy mình loại hào nha. Ok, trước khi trao hưởng thì mình sẽ tổng kết. Mình có 3 đệ các bạn. Và đầu tiên là đệ Tử Hằng. Có gặt được ai không em? Không, em gặt em luôn rồi. Anh nào không gặt được ai nữa anh? Không. Đúng là đệ tốt. Rồi tiếp theo là bạn này mình gặt được mấy người? Em gặt được 2 người em. 2 người mỗi người 5 xị, có ngay 1 triệu. Rồi cảm ơn em. Rồi tiếp theo là Mark Tân nè, được mấy người? Em hút được 2 người. Hút máu được 2 người hả? 1 triệu. Nói chung là phía bên đó, bạn thấy những căn biệt thự phía bên đó không? Là có tổng cộng là 11 căn. Và mình tìm tới căn thứ 6, mình thu phục được 2 thằng đệ. Và mình định là để 5 căn còn lại cho 2 đệ nó sang, nó bắt người cho đã các bạn. Kết quả là đã với toàn bắt được 2 người duy nhất luôn. Còn phía bên đây là 5-6 căn, bên đây là mình bắt hình như được 6-7 người gì phía bên đây các bạn. Rồi bắt cũng hết luôn rồi. Nhưng mà không sao, nói chung là game này là chơi tốn tiền phiên bản thời gian.
thì nó như vậy nha bạn. Lần sau thì chắc là sẽ rút kinh nghiệm là chơi kiểu người cuối cùng hay gì đó cho nó khó hơn nha, chứ này mình thấy giải thưởng nó sẽ bị chia ra khá là nhiều bạn. Và kết quả cuối cùng chúng ta có 20 người còn lại không được tìm ra, và giải thưởng là 34 triệu và đành phải chia cho 20 người. Toàn Hào đại diện chia mọi người nha. Em xin thiếu một đồng cái là thiếu đồng lấy tiền của Hào không? 34 mà chia cho 20 thì được nhiêu ta? Là mỗi người được khoảng 1.7 triệu. Vậy tính ra là mình thắng mà mình cũng xem với lại mấy đệ ma cà rồng con luôn á. Ok, nói chung là đến anh em giao lưu được các kiểu và làm một series tốn tiền cho mọi người xem phiên bản Halloween. Định có những yếu tố là mấy thằng đợi á, nó bắt được các kiểu bạn. Kết quả là mấy thằng đợi nó như đặt. Sao nó bắt em? Chỉ có anh bắt thì mới có tỷ lệ hình ma cà rồng thôi, còn mấy thằng ma cà rồng con nó bắt là không thành ma cà rồng được. Em bị ma cà rồng giết. Ma cà rồng con? Dạ. Là không thành gì hết. Dạ. Anh bắt em là em lụm cái chục hàng rồi đúng không? Tại vì trước khi em đúp á là em nhìn hết, em dùng con mắt em nhìn hết tất cả mọi người luôn anh à. Em biết chỗ tốt mọi người dạ. Hết nữa. Em còn quay lại nữa. Ok rồi, em hiểu rồi. Lại bắt đầu trách phạt rồi. Cái gì nữa vậy? Ủa em không nhìn thấy mọi người tốt đâu hết hả? Không, anh em sẽ núp trên lầu 3 mà em núp cái ngọn được chỗ sẽ em thấy được. Hợp lý. Đâu núp trên đường em đi á. Là em sẽ thấy được. Ví dụ như mình thấy ở đây là cái nhà một là chui 5 thằng, cái nhà kia chui 6 người gì đó là mình suy luận cái mình lên bắt. Kết quả là thôi được rồi, tại sao anh sẽ không có gửi gắm nữa, anh bắt hết 11 căn không có chừa cho mấy em căn nào hết. Ok, nói chung là mình kết thúc video tới đây cho bạn. Clip hôm nay là chơi tốn tiền phiên bản khá là đông và kết quả là quá là người chiến thắng luôn các bạn. Lần sau tụi mình sẽ rút kinh nghiệm nha các bạn. Nói chung là bạn thấy video này có sạn gì các bạn comment giúp mình, lần sau tụi mình sẽ cố gắng khắc phục được các kiểu nha. Ok, tạm biệt các bạn. Bye bye. Và nhớ vào đi các bạn mô tả video để ăn mừng 6 năm của Honkai Impact 3 nha các bạn. Yeah.